mừng mọi người trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ thực hiện một cái video về ăn uống đó nha mọi người. Mọi người biết cái này gì không? Rau gì không? Rau lan đó mọi người ơi. Mình sẽ hái rau lan nha mọi người. Hái rau lan mình sẽ làm một cái món ăn, không biết mọi người có ăn chưa. Nhưng mà cái món này mình ăn từ từ rất lâu rồi. Lúc còn đi học đó, có ăn món này. Đó là món mì gói trộn với rau lan nha mọi người, đặc biệt là đọt lan đó. Gọi là đọt lan, mà biết đọt lan không? Là dây rau lan, rau khoai lang đó. Lấy củ đó. Rồi mình hái xong rồi mình vô mình rửa nó thôi mọi người. Rau mẹ mình trồng, rửa cho nó sạch sẽ là được. Rau này trồng rồi nó ít có sâu, mình thấy nó không có sâu, bị lủng lủng gì chứ không phải sâu lá đó. Mình rửa nước sạch qua vài lần là xong rồi mọi người. À, thấy không, thấy lòn lòn không? Chút mình trộn nước sôi cái mình để vô mì mình ăn luôn nha mọi người. Rồi tiếp tục xé những gói mì, hai gói mì bỏ vô tô một cái đi, tính sao tính. Rồi một gói, hai gói, đổ luôn những cái dụng dụng ở trong gói mì ra luôn nha mọi người, tiết kiệm. Thường gói mì nó bị bể, vận chuyển nó bị bể những cái miếng dụng dụng đó. Rồi mình cho một nêm vô nha mọi người, nêm, cái dầu, à, một tay, quay một tay làm nha mọi người. Vui, làm vui ha mọi người, nấu ăn vui. Sáng thôi, cho gà ăn hết rồi, giờ tới mình ăn sáng thôi ha mọi người. Ăn sáng của mình nó nhiều đó. Giờ đổ thêm gói dầu, gói bột nêm nữa nha mọi người. Chê hai gói nêm luôn. Đổ hơi nhiều nước chút, mua nó mặn lắm nha mọi người. Đó, mình bắt nước rồi nha mọi người. Bắt nước. Bắt nước chờ chút đi, nó sôi vậy cái mình đổ nước vô thôi. Này không có bắt nước ấm điện nè, chỉ bắt ra rồi. Vậy chút mình còn trụng, mình trụng lấy nước dư đó mình trụng rau lan, trụng đọt lan. Mình bỏ vô gói mì mình ăn mọi người. Cũng là món món ăn từ mì gói. Bổ sung vô cái bộ sưu tập những món ăn từ mì gói nha mọi người. À, là mình bỏ mình gọi xong rồi mình bẫy cái gỗ nha mọi người cho nó gáo nước đi. Như mình im lên chỗ trụng nồi nước sôi mình trụng nó là xong rồi. Mình bỏ vô cái tô mì của mình là mình ăn thôi. Có gì đâu, bình thường không mọi người. Rồi, coi, này, nước lên tim rồi mọi người. Lên tim sôi đó, mình sôi gì mình bỏ nước, đổ nước vô cái tô mì mình đi. Mà mình chưa lên chút nha mọi người. Để mình trụng đọt lan của mình nữa. Để mình sôi sôi chút đi, sôi sôi chút nữa cho nó nhiều. Cái mình đổ cái một cho chín. Rồi đổ qua nha mọi người. Đổ qua. Chờ mấy nước lại ăn chút mình trụng rau lan của mình nữa. Để mọi người để rau lan vô chung của mình nè, mà không trụng á. Rau lan sống nhăn đó mọi người. Rau lan không phải có muốn. Cá muốn nước thiệt sôi mới chín. Còn rau lan là phải trụng trước mới chín được. À, trụng mọi người. Trụng thôi. Bỏ vô mình trụng. Trụng sơ, trụng cho nó héo rau luôn hết được. Được nha mọi người. Ráo nước mình bỏ vô tô mì ăn thôi mọi người. Rau lan mọi người, để cho mình trụng nè,
ngày sơ qua sơ lại cho nó nóng, nước sôi nóng là nó sẽ mềm. Chứ bình thường mọi người để vô cái mì, mọi người chế nước sôi vô là không bao giờ chín đâu, cộng còn cứng loãng, cộng nó cứng hơn cả muối. Nó phải sôi dữ lắm, sôi trên bếp luôn mới gửi mì mềm được, ăn mới được. Chứ mọi người mà trộn có mì để nó luôn, nó luôn là gạo lạng nó còn cứng, nó không có ngon, ăn nó dai dai. Đó, mình trộn cho nó mềm luôn, mềm mới được, mềm cộng mình ăn mới được. Chứ mọi người trộn mà nó không mềm cộng là không ngon, còn dai dai. Người nào ăn đọt cao lan mọi người biết, thường người ta ăn tương, người ta sẽ ăn đọt cao lan nè, nó có lợi ích đó nha mọi người, ăn nhiều nhiều lắm, có rất nhiều lợi ích với đọt này lắm. Nói chung các loại rau mọi người cứ ăn đi, không sao đâu, rau đồ, rau cải đồ, rau lan, rau muống đồ mọi người cứ ăn đầy đủ, không bổ này bổ kia. Nói chung là có chất cao, có chất xơ là mọi người dễ đi vệ sinh lắm. Đấy. Mình trộn mình ăn nhiều loại gạo lắm, trộn nó chín rồi mọi người, vớt ra tô mì các mọi người, vớt lên để cho nó cao rất nước ra, đổ vô tô mì, quá ngon mọi người, ngon nghe, ngon này đơn giản nghe, dễ làm nghe, ai cũng làm được cho nghe, ăn cũng ngon lắm nha, đói là cái gì ăn cũng ngon hơn chứ mọi người, sơn hào hải vị không bằng tô mì này đâu nghe mọi người. Cái gạo tươi xanh không? Đọt lan nha mọi người, tươi xanh luôn. Mình để vô một số loại đây nha mọi người. Để tỏi nè, tỏi ngâm nè, củ cải trắng ngâm nè, ớt nè, ớt trái, có một miếng ớt trái à, với ớt tương ớt nha mọi người. Cái cây nó mới ngon nha mọi người, chua chua cái cây mặn mặn. Đó. Sáng ngày mai sáng nhiêu là ok mọi người, có nhiêu đi rồi khỏi tốn tiền, tốn mớ rồi. Ví dụ như gói mì này hai mấy, 3.000 gói, hai gói 60.000, tiết kiệm được mớ mọi người. À mọi người thấy không, trộn lên thôi, trộn lên mời mọi người thưởng thức nha, tô mì của mình nha mọi người. Ăn được không? Mọi người đã từng ăn loại này chưa? Từng ăn giống mình chưa? Có ăn thì nhớ comment cho mình nghe, để mình vui nghe mọi người. Chứ mình ăn rồi đó, ăn lâu nữa, 7-8 năm gì chứ cũng có ăn. À, lâu lâu mình cũng có ăn. Nay mẹ chồng được đám hoa lan ngon, ngon rất ngon luôn. Thấy vô, trụng nước sôi, ăn như mì gói thôi, có gì đâu, bình thường. À, ăn để mà sống nha mọi người, chứ không phải sống để mà ăn nha mọi người. Cho nên cái gì bỏ vô bụng được là mình cứ bỏ, cái gì mình thấy thèm là mình ăn thôi. Ai, hết thang nha mọi người, còn xíu nữa này, còn nước không nè mọi người, húp một cái nữa là hết rồi. Rồi video ăn uống của mình, video sưu tập những món ăn từ mì gói xin kết thúc. Ở đây mình sẽ giới thiệu một số món nha mọi người, món ăn ngon luôn mọi người đó, lòng gà xào với hành tây nha mọi người, đũa đũa nè, ngon lắm. Còn đây là con cá gì mà nó quái vị với mọi người, giống như cá bóng mà không phải cá bóng, nó u nù mọi người, bằng cầm tay luôn á, quái lạ không mọi người. Chuyện gọi là đời. Một tô bánh canh khoanh giò tép quyết đầy đủ nha mọi người, cho chút chanh ớt nó vô là ăn hết sảy luôn, trời ơi chảy nước miếng luôn mọi người ơi, chảy nước miếng với cái dĩa này luôn á, cóc xoài me quẹt nói thôi chảy nước miếng rồi. Dạ mọi người biết cái này cái gì không? Đồ xào, đồ xào với hành tây, mọi người biết tên gì không comment nha. Nè mọi người thấy cái gì chưa, dịch nấu cháo mà làm cái gỏi, dĩa gỏi này chấm với nước mắm thôi ngon. Còn đây là món
món gì mình cũng không biết luôn, nhìn hoài mình cũng không nhìn ra được cái đó món gì, món gì đó mọi người. Mọi người biết không, mọi người comment cho mình nha. Đây là khóm nè mọi người, khóm tắc cậu nè mọi người, khóm cực kỳ ngon, cực kỳ ngọt luôn, nhìn thấy thấy muốn thèm rồi. Mà bao tử đâu mọi người, bao tử xào với dưa muối, cải muối mọi người. Đây, cái này là món này là mề gà thì xào với tất cả các món gì cũng ngon chứ, mề gà là ngon nhất rồi. Rồi đây là bánh bao, bánh bao đủ thứ màu sắc, đủ thứ loại kiểu hết trơn. Này thích nít phải ăn lắm, nít người lớn cũng ăn được nữa. Đây món đặc trưng của người miền Tây, mọi người, chuột đồng, chuột đồng nướng nha mọi người, nướng mỡ hành. Bún nha mọi người, bún riêu kiểu miền Tây nha mọi người, nhìn thôi ăn no luôn rồi. Cái bánh là mọi người, bánh làm từ củ khoai mì đó, người ta gọi là hủ tiếu mì, hủ tiếu mì nha mọi người, bánh đó chứ không phải là hủ tiếu mì chợ. Bánh dê lợn nè mọi người, thấy ngon không, hấp dẫn không, nhìn nó muốn thèm rồi, muốn ruột luôn đó mọi người. Và con nhum biển nè mọi người, nhum biển mà để mỡ hành, để trứng gà vô mà nướng phụ phộng nó tuyệt vời mặt trời luôn. Rồi cái này là phong cách của người miền Tây nhiều người, cháo trắng ăn với mua muối mọi người. Và heo quay nghe mùi, heo quay ăn dư rồi đem kho với hột vịt luôn nghe mọi người, ngon không? Trời ơi, một cái ly trái cây dầm giống như ly trái cây ướp lạnh, có mít nè, có bơ nè, có đậm lum tá la hết. Biết cái này cái gì không, cái gì nổi tiếng của miền Tây sông nước, cái dừa nước nghe mọi người. Người ăn cái món này chưa, hạt bắp xào nghe mọi người, bắp xào món ăn vặt nổi tiếng nha, ăn nhiều nơi lắm. Con cá nào người biết con cá này ăn cái gì không, con cá ngát đó, nó sống ở đáy sâu không đó. Bắt rất khó khăn, lặn hụp mới bắt được, thợ lành nghề mới bắt được, đào hang sâu lắm. Bún bò nè mọi người, bún bò kiểu miền Tây và thịt công mọi người, tô này nhìn thấy mắc thèm luôn rồi. Và cái nồi nè mọi người, cái nồi luộc luộc gì mà biết không, nhìn kỹ nha. Cái càng cua đó, càng cua càng ghẹ đó, luộc luộc bóng đêm nha. Rồi video của mình đến đây xin kết thúc. Chúc mọi người có ngày làm việc vui vẻ và thành công. Mọi người nhớ thích như đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Bye bye mọi người. Chào tạm biệt.